Vụng trộm không thể giấu. Vụng trộm không thể giấu đang là tựa phim ngôn tình có nhiệt độ tương đối cao trong làng phim Hoa ngữ. Bộ ba triệu lộ tư Trần Chiết Viễn và Mã Bá Khiên cùng nhau vẽ nên bức thanh xuân đan xen với những tia sáng lấp lánh của tình yêu thầm kín, tình bạn, tình thân. Những tập mới nhất của bộ phim tiếp tục mang đến niềm vui và sự rung động cho người xem. Người xem càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm đặc biệt mà Tăng Trị Triệu Lộ Tư và Đoàn Gia Hứa dành cho nhau. Ở mỗi giai đoạn gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách, dù vài năm hay vài tháng, họ vẫn dành ánh mắt quan sát thật kỹ, dùng những câu nói thẳng thắn hay ẩn ý để quan tâm đối phương. Tăng Trị thành công thi đậu vào trường đại học Nghi Hà thuộc lớp đầu, khoảng cách giữa cả hai đã dần hơn. Thế nhưng vì những hiểu lầm và tính cách dứt khoát của Tăng Trị mà hai người vẫn như sao trên trời và hoa rời đất. Mai thay hồ ly Đoàn Gia Hứa là người mặt dày và chưa từng thay đổi sự quan tâm đặc biệt độc nhất dành cho bạn nhỏ của anh. Ở những tập mới nhất, tính cách hồ ly của Đoàn Gia Hứa không còn ở mức độ tự luyến thông thường. Anh nói ra lời nào cũng đều cố tình trêu chọc bé Tang Trĩ. Một phần vì liên quan đến bạn trai già qua mạng mà anh chưa biết đó chính là mình. Phần vì chọc cho Tang Trĩ đỏ mặt cũng giống như một thú vui táo nhã của Đoàn Gia Hứa. Cũng trong lúc này, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần nhau hơn nữa. Nếu như từ trước tới nay trong mắt Gia Hứa, Tang Trĩ vẫn mãi là cô em gái 14 tuổi bé bỏng của bản thân, thì anh bắt đầu nhận ra những thay đổi khác biệt trên người cô bé. Trong phim, nếu bạn thích thú với những trận cãi nhau thường nhật giữa Tang Diên, Mã Bá Khiên và Tang Trĩ Triệu Lộ Tư, thì giờ đây sẽ phải bật cười khúc khích, cảm nhận thấy thú vị, ngọt ngào hơn nữa trong những đoạn hội thoại oán trách của Đoàn Gia Hứa. Trong khi đó, cô bé Tang Trĩ thì cố tìm lời lẽ để trả lời bao viện cho sự dạ dột của mình. Đoàn Gia Hứa sẽ sớm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc tình cảm của mình đối với Tang Trĩ, đồng thời cô bé Tang Trĩ cũng sẽ không thể nào chối bỏ tình cảm cất giấu bấy lâu nay, dù đã từng quyết định từ bỏ một lần. Một phân cảnh khóa môi giữa Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn vừa được đoàn phim hé lộ, hơn cả ngọt ngào và lãng mạn, nụ hôn như không chỉ muốn thể hiện tình cảm còn có sự e thẹn ngượng ngùng, khao khát chiếm hữu. Tóm lại, cảm giác couple ngập tràn và tương tác tự nhiên, phối hợp ăn ý giữa cặp đôi sẽ không làm một phim ngôn tình phải thất vọng. Ngoài ra, một số ý kiến nhận xét khó bắt kịp diễn biến, cũng như cảm nhận rõ tính cách chiều sâu của các nhân vật, nhất là những ai chưa từng đọc qua nguyên tác. Dẫu vậy, nhưng nếu thêm thắt và diễn giải quá chi tiết, có thể sẽ dư thừa dài dòng và phản tác dụng. Biên kịch đã khai thác các chi tiết quan trọng cần thiết một cách xúc tích, dù chưa thực sự đủ mạch lạc. Chung quy, diễn biến câu chuyện muốn chừa một không gian để người xem có thể tưởng tượng, liên tưởng và cảm nhận theo ý thích của mình.